Hôm qua sau khi mà dự cái sự kiện Google I/O của Google á, thì cái điểm mà mình ấn tượng nhất chính là cái project Astra. Và ở trong đó không biết các bạn có để ý không nha, có một cái đoạn rất là ngắn là có cái bạn nào của Google á, họ cầm một cái kính lên và cái kính nó có vẻ như là một cái kính AR. Nó không phải Google Glass nha, nhìn nó rất là lạ, nhìn nó hơi khác so với lại những cái kính mà Google đã từng ra mắt. Nhưng mà qua đó mình có thể thấy được á, là vai trò của một cái kính AR nó là gì, nó có thể giúp gì được cho chúng ta. Và thậm chí ha, cách mà chúng ta có thể dùng những cái kính thông minh này kết hợp với lại AI á, mình thấy là nó còn có tiềm năng nhiều hơn so với lại những cái kính VR như là Apple Vision Pro hay là Meta Quest nữa. Bây giờ thì mời các bạn coi cái video này, mình muốn chia sẻ về cái vụ này rất là hay. Mình lấy lại cái video demo của cái project Astra này á, thì cái đoạn đầu á, là người đó họ cầm một cái điện thoại. Cái điện thoại có cái camera mà thì họ chỉ nó khắp nơi. Và trong quá trình mà cái điện thoại đó nó quay lại những cái cảnh xung quanh á, thì đồng thời từng cái frame ha, nó cũng được cắt ra và nó được đưa qua một cái mô hình cũng chính là Gemini Pro 1.5 đó các bạn, để mà nó có thể phân tích. Và như vậy á, thì các bạn đang cung cấp được một cái feed, một cái luồng video thực tế về môi trường xung quanh của các bạn cho con AI này, và nó nhận biết được những gì đang diễn ra xung quanh. Thực chất đây cũng là một dạng spatial computing đó. Google họ dùng đúng cái chữ spatial computing này luôn. Tới một cái đoạn á, mà cái người đó hỏi là cái kính để quên ở đâu rồi, thì con AI nó nhắc á, là cái kính của bạn để kế bên cái quả táo. Thì cái người đó họ quay lại cái bàn, họ cầm cái kính lên. Và đây cũng chính là một hai giây hé lộ về cái kính AI mà Google họ đang phát triển, hay ít nhất là họ hé lộ ở đây. Thậm chí có khi là họ cũng chưa hé lộ gì đâu, nhưng mà mình có thể thấy được tiềm năng của nó. Và nếu như Google thật sự có phát triển được một cái kính như vậy á, thì sẽ có rất nhiều tiềm năng để mà ứng dụng. Bản thân mình cũng được test cái project Astra này luôn nha các bạn, nhưng mà không phải đeo kính, không phải cầm cái điện thoại, mà nó là một cái hệ thống camera chiếu từ trên xuống và kết nối với lại một cái TV để mình có thể nhận biết được. What's this? Okay, I understand. That's a stuffed animal. It looks like a rabbit. Nice. What about this one? That's a pineapple. It's a tropical fruit with a spiky skin. Can you speak in Vietnamese, please? Of course, I speak Vietnamese. How can I help you in Vietnamese? What is this? Duma qua dua. Ban moan tue noi di ta ta. Trên tay mình đang cầm cái gì đây? So what is this in my hand right now? Về cơ bản thì cái project Astra này á, nó có nghĩa là lấy một cái camera, bất kể là gắn ở đâu ha, gắn trên camera, gắn trên điện thoại, gắn trên kính hay là gắn cố định gì đó, nó cứ thu hết hình ảnh đó và nó đẩy về cho con AI xử lý thôi. Thì cái project Astra nó xoay quanh cái vấn đề như vậy. Rồi, bây giờ thì mình muốn nói kỹ hơn về cái chuyện là vì sao một cái kính AI bây giờ mình thấy là nó vô cùng hợp lý. Thứ nhất ha, các bạn thấy là những cái sản phẩm kính thông minh hiện nay á, trước đây là của Google Glass, sau này thì có một số hãng ví dụ như là Oppo hay là Vivo hay là mình nhớ Asus họ cũng có làm. Thì đó cơ bản là một cái kính mà các bạn có thể đeo lên. Một số cái kính thì nó hơi dày, một số cái kính thì nó sẽ có thêm một số cái linh kiện khác. Và nhìn chung là cái kích thước của nó cũng khá là nhỏ gọn. Khi mà các bạn đeo lên thì nó không quá khác biệt so với lại một cái kính thông thường. Nếu mà các bạn đeo một cái kính VR như là Meta Quest hay là các bạn đeo Apple Vision Pro lên đi, chắc chắn là các bạn thấy nguyên một cục gì đó nó xuất hiện trước mặt mình và nó không phải là một cái thứ tự nhiên với con người của chúng ta. Trong khi nếu mà các bạn đeo một cái kính thì rất bình thường. Bây giờ ngoài đường người ta đeo kính đầy hết rồi. Thứ hai á, là theo mình ha, những cái kính thông minh bây giờ giá nó đã dễ tiếp cận hơn xưa rồi và chắc chắn là nó rẻ hơn so với lại một cái kính thông minh. Một cái kính Google trước đây á, đã từng bán với giá là $1,200, nhưng mà đó là cái chuyện của rất nhiều năm trước. Của những cái năm mà linh kiện còn mắc, chip còn yếu, của những cái năm mà Google Glass mới bắt đầu xuất hiện mà thôi. Chứ còn bây giờ vài trăm đô là các bạn có thể mua được những cái kính mắt thông minh đến từ các pháp sư Trung Hoa rồi. Hay thậm chí các bạn thấy là Oppo nè, Asus nè, họ cũng có làm ra những cái kính tương tự như thế này, giá cũng chỉ vài trăm đô mà thôi. Nói về mức giá như vậy thì nó dễ tiếp cận hơn rất là nhiều đúng không? Các bạn dễ dàng mua nó. Trong khi những cái kính như là Apple Vision Pro thì các bạn thấy là giá quá đắt. Ngoài ra một cái xu hướng nữa hiện nay mà mình thấy của những cái kính mắt thông minh đó là nó không cố gắng dồn hết để mà nó xử lý ở trên cái kính, mà nó sẽ offload một số cái lượng data nhất định về cho điện thoại xử lý hoặc là đẩy lên cloud để mà cho AI xử lý. Và thậm chí cái bản thân cái kính nó cũng không cần phải có cái kết nối mạng internet luôn. Nó chỉ cần kết nối wifi hoặc là kết nối bluetooth với cái điện thoại của các bạn, rồi nó đẩy dữ liệu, nó đẩy thông tin mà nó ghi nhận được từ camera về, cũng như là nó nhận thông tin từ điện thoại hay là từ AI model xử lý xong thì nó hiển thị lên mà thôi. Cái của kính của Asus thì các bạn vẫn phải kết nối một cái sợi dây USB-C vào điện thoại hoặc máy tính nha, chứ cái kính của Oppo là không dây hoàn toàn luôn. Thì khi mà các bạn đeo cái kính lên, những gì các bạn nhìn thấy cũng có nghĩa là cái camera trên cái kính nó nhìn thấy đúng không? Và cái luồng đó là một cái luồng dữ liệu rất là lớn, nó chứa rất nhiều thông tin ở bên trong đó.
bạn thấy ai, bạn gặp ai, bạn nhìn cái gì trước mặt, bạn đang lái xe trên đường như thế nào, bạn đang nhìn vào cái chủ thể, bạn đang nhìn vào một cái văn bản, bạn đang nhìn vào một cái biểu đồ đang hiển thị như thế nào. Tất cả những thông tin đó nó sẽ được truyền vào trong cái kính, và khi đó nó được, nó giống như Google Demo đó, thì đẩy cho con Gemini 1.5 Pro để mà nó xử lý từng khung hình một. Và tất cả những thứ này hoàn toàn có thể áp dụng được cho những tình huống rất là thông thường như là Google họ đã demo. Và các bạn có thể hỏi đáp về những cái đối tượng mà đang xuất hiện trước mặt các bạn. Bởi vì cái kính bây giờ nó cũng có hai cái chồng ở trước mà, nó có thể hiển thị đường đi cho các bạn. Trước đây Google Glass đã làm được rồi chứ phải mới gì đâu. Nếu mà các bạn nhìn vào một cái biểu đồ, nó có thể overlay thêm thông tin để các bạn biết được à, đây là cái mà các bạn cần tìm. Hay là các bạn nhìn vào một cái sản phẩm, nó sẽ hiển thị thêm những cái product review, những cái đánh giá, những cái nơi mua đó. Ngoài ra, cái thời điểm này cũng là một cái thời điểm rất là hợp lý để mà phát triển một cái kính thông minh. Cái thời mà Google Glass mới xuất hiện á, bất kể là thế hệ đầu hay là thế hệ sau, thì cái thời đó AI nó vẫn còn là một cái thứ gì đó khá là xa vời. Nó vẫn còn cần rất là nhiều sức mạnh để mà nó tính toán. Và kể cả công nghệ, kể cả hiểu biết, kể cả những cái kiến thức nền tảng của chúng ta về AI nó cũng không được như hiện tại. Nhưng bây giờ nếu như mà Google họ làm lại một cái kính thì nó lại vô cùng hợp lý. Hạ tầng AI đã sẵn sàng, bất kể là AI chạy trên cloud, AI chạy trên điện thoại hay thậm chí là những cái model nhỏ có thể chạy được trên cái kính, nó đều có thể đã sẵn sàng rồi. Những cái model AI hiện tại nó cũng không chỉ hỗ trợ cho văn bản, mà bây giờ như con Gemini 1.5 Pro, các bạn thấy nó là multimodal, tức là nó hỗ trợ rất là nhiều những cái phương thức nhập vào và xuất ra. Các bạn có thể đưa vào nó là văn bản, là hình ảnh, là giọng nói, là âm thanh, là video, và cái kết quả xuất ra nó cũng có thể là hình ảnh, là chữ, là video, là văn bản, bất kể đó. Cái giá trị của một cái model AI mà hỗ trợ multimodal là nó nằm ở chính cái việc này. Mà cái hay nữa của con Gemini 1.5 Pro đó là nó hỗ trợ cái context window lên tới 1 triệu token lận. Tức là các bạn có thể ghi nhận được rất là nhiều thứ trong một khoảng thời gian rất dài. Đó cho nên là Google họ nói là kể cả về hình ảnh thì nó vẫn có memory lên tới 1 phút là như vậy. Và cũng không khó nếu mà sau này họ extend nó lên có thể là 3 phút hay 5 phút hay thậm chí là dài hơn. Rồi, vậy thì đối với lại những cái kính VR thì mình thấy được ứng dụng của nó ở những chỗ nào? Nó vẫn có chỗ để áp dụng ha, nhưng mà cái tình huống sử dụng nó sẽ khác. Cái mà mình thấy được là VR nó hữu dụng á, đó là dùng trong dạy học nè, rồi mô hình hóa các thứ mà bình thường người ta không có nhìn được. Nhìn nghiêng, nhìn qua trái, qua phải, nhìn 3D các thứ thì VR nó hợp lý hơn AI. Hay là các bạn có thể dùng nó trong những cái ứng dụng công nghiệp, trong những cái ứng dụng về business thì nó rất là hợp lý. Còn với những cái ứng dụng đời thường hơn, những cái ứng dụng mà thực tế mà chúng ta đang xài hiện nay á, thì mình thấy là một cái kính AR cộng với lại AI thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhiều hơn. Rồi, đó là cái quan điểm của mình và những cái dự đoán của mình về cái chuyện mà Google sắp tới họ có thể làm một cái kính kết hợp với lại cái sức mạnh rất lớn từ Gemini 1.5 Pro để mà chúng ta có được một cái cách sử dụng rất hiện đại, hữu ích hơn. Và rõ ràng ha, là so với lại cái thời mà Google Glass mới ra mắt thì bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng hơn, đã ngon lành hơn rất nhiều, từ phần cứng, từ phần mềm, cho tới hạ tầng data, cho tới bản thân của cái model luôn. Rồi, đó là những cái muốn chia sẻ với các bạn. Còn các bạn thì sao? Các bạn có thích một cái kính thông minh nó có thể hiển thị được overlay thông tin này kia lên cho các bạn coi không? Thì các bạn comment giúp mình ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.